Này đi xuống cái hiện trường hồi tối lúc 3 giờ rưỡi. 3 giờ rưỡi thì bọn chó nó dí ẵn 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 dưới đây. Mình đi xuống coi thì thấy một bà mèo. Một bà mèo lông màu xám xám, bự thù lù luôn. Nó dí lên trên đây mà không biết, sáng ra thì thấy tụi nó lên nhà mà không biết con mèo có bị sao không. Đây à, tụi nó dí lên chỗ này. Dấu bà bự. Ôi trời ơi, còn bà mèo luôn. Trời ơi, mẹ mèo mẹ ngu. Chó nó lên nhà sáng giờ rồi mà không chịu xuống đi. Tưởng đâu là chó cắn chết queo rồi chứ. Nó vằn nguyên đêm luôn, nó bỏ nó đi lên rồi cái bỏ không dám xuống luôn. Mèo. Anh đây, xuống đây với anh nào. Anh thấy người á. Anh có con chó đen vậy. Mà con số ở đây chắc mình chết đói luôn á. Hồi tối tới giờ luôn á, giờ sáng. Mèo. Một lần chắc tởn. Không dám vô nữa. Mỏi quá rồi, không giỡn không? Cái này rớt xuống là 30 giây liền. Không đâu, hơn. Con mèo cũng ghê lắm. Mình mỏi quá rồi. Ôm cây tối giường. Giờ ảnh mà nhảy xuống là cỡ con đen này là xử không được ảnh đâu. Con đen này nó còn tơ. Còn tơ quá. Con mèo này bự nó tát cho bỏ ăn rồi 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 rồi. Cây. Anh đen làm gì? Mày làm gì một mình mày, mày làm gì được nó? Trời quất luôn, dữ. Rồi kìa, rồi kìa. Rồi kìa. Đang tốc độ chậm quá, đâu làm gì được. Bên kia của anh kia. Chết rồi, chết rồi. Anh Thành thấy rồi. Anh Thành nghe con đang kêu rồi, bay xuống rồi. Trời, con bi thì cắn lộn tú ở trên kia. Mất tích luôn rồi. Mèo ngu ghê, sáng tụi nó chạy hết lên nhà, mình đã thấy chạy hết lên nhà rồi, mình chịu chắc cái thứ nhất là nó con mèo nó chết, còn không là nó chạy mất rồi. Ủa? Lợp đợp trong đây. Cái gì rất sắc ở đây mà chó sủa dưới kia.
Cái con mèo bự như vậy á, mà một con chó thôi khó bắt được nó. Chó phải có kinh nghiệm mà mới bắt được, chứ không con thường thường tát cho veo mồm. Anh đen cũng gớm ăn. Rồi. Mấy con này nghe rồi. Chắc phải em cay nữa rồi chứ. Ở dưới là chiều đâu nổi. Cái con ghê chưa, hai anh chị con. Hai anh chị con trong quá trình đi theo và học hỏi. Anh mấy anh này ảnh cũng sợ sợ mình lắm. Tại do hôm bữa ăn gà mình quýnh cho một bữa. Phải quýnh thôi, chứ không lẽ nói thì sao nó nghe được. Nói nó không nghe đâu, lì quá mà. Con nào trong bầy chó mình lớn lên cũng bị mình quýnh. Quýnh cho nó biết. Đâu rồi? Trời ơi. Mong là mày. Trời ơi, hình như trời. Yêu con mèo rồi. Con mèo này không trụ nổi rồi. Tại vì nó leo lên cái cây có kiến dạng. Trời, anh lưu xuống nữa nè. Không coi vậy chứ mèo vô trong mấy khu này khó bắt lắm. Nó chạy hết, nhảy xuống được cây này là nó leo lên bụi khác rồi. Mà cái kiểu mà thảm khốc nhất là nó leo lên bụi tre đó, cái bụi tre như bụi tre đằng sau. Ảnh mà leo lên cái ảnh leo được trên đọt. Trời ơi, ở dưới này thôi. Mấy con chó là bầm trại với nó, tại vì tre gai quá nhiều gai. Mà mấy cái này nó hăng quá, nó lòn vô trong mấy gai vậy á, mà nó rút lên trên được. Nó lòn riết, gai bào đầy người hết, dễ mà cũng leo. Thì mấy cái này nó bắt hoài theo kiểu đó, cho nên mỗi lần con gì lên bụi tre là mình thấy mệt lắm. Trời. Cay. Con chó này nó gọi bầy cũng ghê, khi có cái gì nó ăn ẳng mấy phát, mấy con kia nghe một cái thôi công đu chạy. À, mấy anh chó nhỏ vậy ảnh xung quanh ảnh ăn hại vậy chứ mà ảnh biết nha mọi người, ảnh học theo dần dần bị kiến cắn, ảnh học theo dần dần 2-3 lần vậy thôi là mấy mốt ảnh rồ liền đẳng cấp. Đói quá ăn cỏ hả mày? Mày đúng. Hành cái. Đợi mình lên hành cái nó dễ thương quá, để nuôi luôn. Nuôi riết nhà chó hoảng lắm, hoảng sợ. Cái gì vậy? Còn mình chia là bắt con gì mà hụ bên đó. Đứng đờ liền. Anh mèo cái cuộc đời của anh chưa khi nào mỏi như khi này. Đó, có động.
Nó càng đồng đầy thì chó nó càng hăng máu. Bọn này vậy á, chứ mình nhà mình thì không có thích mèo. Mèo nó vô nuôi mèo rồi, nuôi chim với lại nó cũng ấy, nó khóc ghê quá. Mình mà mấy con chó này mà hiền 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 là mấy con mèo lòng hành ghê lắm. Tối vậy mà mấy đợt trước tối vậy mà mèo nó vô tới nhà, nó đi lục đoan là biết rồi á. Nó bình thường như không vậy đó. Bị cắn chết hoài. Rồi mấy năm nay thì hết rồi. Mấy năm nay thì chó nó dữ hơn thì vô tới vòng vòng là nó giết chết queo. Hồi đó có hồi lâu lắm rồi mình còn đi học là có con chó nó bắt con mèo mà nó cắn hai con lọt giếng. Hồi đó không có điện thoại quay lại chứ không vui. À kìa, đi câu. Mới mưa mà đi câu. Nè cái suối này. Suối nước như này. Anh đang nhắm hướng. Chiến binh. Mỗi lần quay cái clip là nuôi có nhiều con chó thì nó sống nó lâu với mình, nhiều con nó trục trặc này nọ thì nó lỡ nó mất đi. Mình quay mấy cái clip như vậy cái mình lưu lại cái khi mình mở ra những con mắt thì nhìn nó nhớ ghê lắm nè. Nhớ hồi thời đó có con đó hay gì đó, nhìn thấy nhớ tụi nó. Chuyến đi săn bắt thành rồi. Mặc dù mình quay clip và chó hăng hái gì chứ một con mèo thì tội nghiệp. Rùng quá rùng. Này những nhất là mấy chị nào á khoái mèo rồi thấy về thôi chắc rủa mình ghê lắm. Mà đành chịu thôi chứ giờ sao giờ nó tụi này nó đi hoang, con mèo này nó đi hoang thì lạc vô đây bị chó nó dí thì ấy, ảnh bị kiến cắn. Sáng ra mình đi xuống mình thăm thử coi là nó có chết hay không. Chứ thật sự cái con này muốn giết nó là tích tắc liền đúng không? Con này mà muốn bắt hay giết nó là tích tắc, không chỉ có giết thôi bắt nữa. Tại vì đẩy nó xuống là nó chết liền. Này lấy cây chọt xuống chạy hai ba cây, cỡ bầy chó này chọt xuống chết, không có đường chạy. Một mình nó chạy rất là cắn. Có mình ngồi đây thì nó vẫn diễn biến như vậy, và không có mình thì nó vẫn diễn biến như vậy thôi. Mà cũng tại nó không, chứ đâu có phải tại ai. Rõ ràng hồi sáng là cả bầy đi lên nhà rồi, thì cái lúc mà không có chó thì chạy xuống chạy một phát là rồi làm gì nó biết. Vậy á, mà cũng ngồi nó cho được. Nể thiệt. Con mèo này ú ụ. Là tính ra là nó là được chủ nó nuôi cũng tốt lắm cho mèo. Rồi khi á, chó đi lên mà ảnh không xem chạy xuống, mà mình đi xuống ảnh chạy xuống là ảnh biết là có người, nó tưởng mình là chủ nó hay gì á, thì nó mới xuống ý là mình bảo vệ nó rồi, nó yên tâm hơn để nó chạy xuống cho nên nó mới chạy á. Chắc cái tâm lý là vậy. Bạn ngồi phân tích tâm lý con mèo. Ờ chắc đi lên đi bé ơi, bay quần nguyên đêm rồi. Mèo giờ đang bị kiến cắn hơi nữa, kiến cắn quá buộc phải nhảy xuống.
Trời ơi, lò suối đâu dưới kia. Mấy suối này tới lúc mùa mưa câu cá lăng với là cấm cấm câu cá chê đồ cũng nhiều. Ghê chưa? Mấy cho con nhìn dễ thương kìa. Đường đi ha. Chạy hết rồi, cho anh em chạy xuống. Thôi, đi lên. Lên tụi bé. Thôi, chào mọi người ha. Lên. Chạy lên cho nó chạy luôn chứ thôi mất công chạy xuống. Đúng rồi, chạy lên luôn đi. Bà mèo khôn thì chạy xuống đi chứ đứng đó là hơi nữa còn chút nữa ngu ngu chết đáng chịu thôi. Cuộc đời này lỡ chạy á khôn mới còn sống, ngu chết á. Anh cho anh cái cài một phát là anh chạy tới cái lâm liền. Tiêu. Tiêu rồi, mấy con này kìa. Tự nhiên cái con nào chạy xuống nó sủa sủa, nói tụi nó chạy xuống nữa.